Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định. Toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích, làm bị thương 3 người và xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đã làm rõ 3 vụ bắt giữ 3 đối tượng. Về vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bắt giữ hai vụ với 3 đối tượng. Cơ quan Công an huyện Văn Giang cũng đã phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc thu giữ trên 20 triệu đồng. Về trật tự an toàn giao thông, toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, làm 13 người bị thương, tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2013. Về cháy nổ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tại huyện Văn Giang, Văn Lâm và Khói Châu, tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2013.